Ông Trump bị đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan truy tố sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng được trả cho ngôi sao Stormy Daniel trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự ngay cả khi ông đang tranh cử vào Nhà Trắng. Hiện chưa rõ cáo buộc cụ thể vì quyết định truy tố vẫn được niêm phong. Truyền thông Mỹ đưa tin quyết định truy tố khả năng cao sẽ được thông báo trong vài ngày tới. Ông Trump khi đó sẽ phải đến Manhattan để lấy dấu vân tay và thực hiện các thủ tục khác. Cùng ngày, người ủng hộ ông Trump đã tập trung bên ngoài khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach của ông để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Trump sau khi ông bị truy tố. Theo Reuters, các cáo buộc này có thể định hình lại cuộc đua tổng thống năm 2024. Trước đây, cựu tổng thống Trump cho biết ông sẽ tiếp tục vận động tranh cử dù bị buộc tội. Theo đài NBC, cơ quan mật vụ Mỹ USSS và các quan chức New York đã thảo luận về những yêu cầu hậu cần và an ninh để buộc ông Trump chấp hành quyết định tòa án và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong ngày 31 tháng 3 theo giờ địa phương. Kênh CNBC cho biết một bản ghi nhớ vừa được Sở Cảnh sát thành phố New York ban hành lúc 5 giờ 33 phút chiều ngày 29 tháng 3 theo giờ địa phương, chỉ đạo tất cả các sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục sẽ được huy động làm nhiệm vụ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 3, bất kể cấp bậc bản ghi nhớ nhấn mạnh tất cả sĩ quan nên chuẩn bị cho việc triển khai làm quen với các chính sách nhận dạng của bộ phận và sẵn sàng cho các nhiệm vụ giải quyết mất trật tự bất thường cũng như sẵn sàng được huy động bất cứ lúc nào trong các chuyến công tác được chỉ định